Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Tất Thành Càng là một cái tên được giới báo chí săn từ chiều ngày 17 tháng 6 năm 2020 đến nay. Có tờ báo đã lên tin Tất Thành Cang tra tay vào còng số 8 để rồi sau đó đã phải tháo. Lần này thì ông thành ủy viên của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang được cho là liên quan trong vụ việc xảy ra tại quận 7 trong vụ án công ty Tân Thuận bán rẻ 30 hecta đất công ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho công ty Quốc Cường Gia Lai. Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 10 thành phố Hồ Chí Minh của tổ chức tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đơn vị số 11 trước kỳ họp thứ 20 diễn ra hôm 15 tháng 6, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang tiếp tục vắng mặt Lý do được ban tổ chức buổi tiếp xúc thông báo là do đại biểu bận công tác. Và đây không phải là lần đầu tiên ông Tất Thành Cang vắng mặt trong các buổi tiếp xúc cử tri. Cụ thể vào các buổi tiếp xúc cử tri ngày 20 tháng 11 năm 2018, 22 tháng 11 năm 2019, ông Tất Thành Cang cũng vắng mặt vì bận công tác đột xuất. Tin tức công khai trên báo chí cho đến lúc này thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết luận ông Tất Thành Cang có vi phạm trong việc ký kết quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Những sai phạm này ông Cang phạm phải khi còn làm giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, quyết định phê duyệt dự án 4 tuyến đường chính của dự án khu đô thị mới thủ thiêm ông Càng ký ngày 28 tháng 10 năm 2013 với tư cách ủy viên ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thừa ủy quyền chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khi ấy là Lê Hoàng Quân Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thời đó là Lê Thanh Hải tiền nhiệm chức kế chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mà ông Lê Hoàng Quân đang ngồi theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ được phê duyệt đầu tư các dự án BT có tổng mức đầu tư dưới 1.500 tỷ đồng. Ông Tất Thành Cang thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân phê duyệt dự án 4 tuyến đường chính ở khu đô thị mới Thủ Thiêm có tổng mức đầu tư lên 12.000 tỷ là không đúng thẩm quyền về chức trách. Tuy nhiên, các chế biến trong dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm đều nằm trong bối cảnh về việc phê duyệt quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm đã bị các nhóm quan chức chính quyền địa phương với người đứng đầu là Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị từng bước phá nát bằng loạt văn bản pháp lý được cho là không đúng thẩm quyền về chức trách. Cái lắt léo ở đây là thời Lê Thanh Hải là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì người ký văn bản không đúng thẩm quyền về chức trách là Nguyễn Văn Đua, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ông Đua ký kết định số 6565 ngày 27 tháng 12 năm 2005 chỉnh sửa quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tại điều 2 quyết định này ghi rõ quyết định này thay thế quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ ngày 4 tháng 6 năm năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Quyết định mới do Nguyễn Văn Đua ký được cho là nới rộng quy hoạch cũ do Thủ tướng Võ Văn Kiệt phê duyệt năm 1996, làm cho nhiều hộ dân thủ thiêm bị mất đất, khiếu kiện nhiều năm. Và việc ông Đua ký quyết định nói trên được cho là chỉ thừa hành theo lệnh của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thành Hải hiện tại thì cả lê thành hải và nguyễn văn đua vẫn ngoài vòng pháp luật trở lại với tất thành cang trong vụ án công ty tân thuận khi còn là phó bí thư thường trực thành ủy thành phố hồ chí minh tất thành cang đã chấp thuận chủ trương công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ipc bán cổ phần tại công ty con sadeco Tuy nhiên, việc bán cổ phần này sau đó được cho là sai do với đề án tái cơ cấu của IPC, sai quy định pháp luật và gây thiệt hại cho công ty Sadeco ít nhất 153 tỷ Việt Nam đồng. Theo đề án tái cơ cấu thì IPC không cần giảm thêm tỷ lệ sở hữu tại công ty Sadeco. Quá trình thanh tra cho thấy IPC trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phương án tăng vốn điều lệ, giảm tỷ lệ sở hữu sai với đề án tái cơ cấu nhưng lại được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang chấp thuận chủ trương phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ tại Sadeco. Sở dĩ IPC liên quan đến Tất Thành Cang vì đây là một công ty thuộc sở hữu của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, do vậy IPC cùng lúc chịu hai trong chính quyền dân sự địa phương và đảng chính trị ở địa phương. Vấn đề đang được đặt ra trong hai cấp quản lý đó là đầy tớ hành chính dân sự và ông chủ chính trị nếu sai phạm xảy ra thì liệu có liên đới đồng phạm vì những đầy tớ hành chính dân sự ấy đều là đảng viên nên tất nhiên dưới chướng cụ thể ở trường hợp này là tất thành cang và bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thành Hải Giả dụ mai này chuông nguyện hồn có giống hồi báo tử với tất thành cang thì cần giống luôn với cựu ủy viên bộ chính trị Lê Đình Hải cùng với bộ sậu quyền lực của những đặc viên bề trên đó. Khởi tố 3 cán bộ làm việc với ông Tất Thành Cang trong vụ án kinh tế lớn, Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố 3 vụ án làm việc với ông Tất Thành Cang liên quan đến các sai phạm kinh tế trong các doanh nghiệp nhà nước. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh hôm 17 tháng 6 đã thi hành lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đỗ Công Hiệp, 47 tuổi, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn Sadeco, Trần Công Thiện, nguyên tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư xây dựng Tân Thuận Ta Convest, Riêng bị can Huỳnh Phước Long 53 tuổi, nguyên chuyên viên văn phòng thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nguyên thành viên hội đồng quản trị Sadeco được cho tại ngoại. Trước đó ông Thiện đã bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ vì có sai sai phạm trong việc chuyển nhượng 32 hecta đất công đã đền bù cho công ty Quốc Cường Gia Lai, báo Thanh Niên đưa tin. Cả ba bị can đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Liên quan đến vụ án giữa tháng 5 năm 2019, công an cũng đã khởi tố bắt giam Tề Trí Dũng, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận, gọi tắt là IPC và bà Hồ Thị Thanh Phúc, tổng giám đốc Sadeco cùng về tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, theo báo Vietnamnet. Sadeco là công ty liên kết mỗi năm mang lại lợi nhuận lớn cho IPC. Tuy nhiên, vào thời điểm đỉnh cao lợi nhuận tài sản của nhà nước, tại Sadeco đã bị lũng đoạn tư nhân thâu tóm với sự can dự trực tiếp của Tề Chí Dũng và Hồ Thị Thành Phúc Báo Thanh Điền dẫn kết luận của cơ quan điều tra cho hay. Cũng theo tờ báo này, ngày 15, ngày 18 tháng 5 năm 2017, Văn phòng Thành ủy có văn bản số 495 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang. Chấp thuận chủ trương phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến thuật, chiến lược để tăng vốn điều lệ tại Sadeco. Báo Việt Nam Net còn cho biết trong quá trình điều tra công an đã làm việc với ông Tất Thành Cang, nguyên phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ các thông tin liên quan. Vụ việc liên quan tới công ty IPC là một trong những vụ án lớn, trong đó nhiều cán bộ tại thành phố Hồ Chí Minh bị phát hiện có sai phạm. Gần đây nhiều cựu lãnh đạo thành phố này cũng đã đi tù hoặc bị phê bình kỷ luật với nhiều hình thức khác nhau trong đó có các vụ án và vụ việc khác. Cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài bị xét xử và đang bị đề nghị truy tố lần hai liên quan đến việc giao một khu đất vàng trên đường Lê Duẩn ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Một cựu phó chủ tịch khác là Nguyễn Hữu Tín cũng bị xét xử và lệnh án 7 năm tù liên quan đến vụ án Vũ Nhôm tức Phan Văn Anh Vũ. Hồi tháng 3, Bộ Chính trị cũng đã quyết định kỷ luật cựu Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015, tức xóa tư cách của ông này trong giai đoạn trên. Ông Hải bị kỷ luật vì đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của thành ủy, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, thiếu kiểm tra kiểm soát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm kéo dài trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng bộ và chính quyền thành phố, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Trong thời gian vừa qua, thì Tất Thành Cang cũng tiếp tục vắng mặt tại nhiều buổi tiếp xúc cử tri. Trong nhiều buổi tiếp xúc cử tri ở Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gần đây, Tất Thành Cang vắng mặt vì bận công tác đột xuất quy định về tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân cụ thể như thế nào. Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 10 thành phố Hồ Chí Minh của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đơn vị số 11 trước kỳ họp thứ 20 diễn ra vào ngày 15 tháng 6, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tất thành cang tiếp tục vắng mặt. Lý do được ban tổ chức buổi tiếp xúc thông báo là do đại biểu bận công tác. Đây không phải là lần đầu tiên ông Tất Thành Cang vắng mặt trong một buổi tiếp xúc cử tri Cụ thể vào các buổi tiếp xúc cử tri ngày 20 tháng 11 năm 2018 và ngày 22 tháng 11 năm 2019, ông Tất Thành Cang cũng vắng mặt vì bận công tác đột xuất. Nhiều cử tri thành phố Hồ Chí Minh thắc mắc liệu một đại biểu hội đồng nhân dân liên tục vắng mặt tiếp xúc cử tri thì có bị ảnh hưởng gì không. Trao đổi với phóng viên chiều 17 tháng 6 về vấn đề này, ông Lê Minh Đức, phó trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết theo khoản 2 điều 94 Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương 2015. Sau mỗi kỳ họp của Hội đồng Nhân dân, đại biểu có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết Hội đồng Nhân dân, vận động và cùng nhân dân thực hiện các nghị quyết này. Tuy nhiên, luật không quy định rõ biện pháp xử lý trong trường hợp đại biểu không tiếp xúc cử tri thường xuyên. Còn theo khoản 2 điều 93 của Bộ luật Tổ chức Chính quyền địa phương tại đại biểu Hội đồng Nhân dân không tham dự kỳ họp, phiên họp thì phải có lý do và phải báo cáo trước với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Nếu đại biểu Hội đồng Nhân dân không tham dự các kỳ họp liên tục trong một năm mà không có lý do thì thường trực Hội đồng Nhân dân báo cáo Hội đồng Nhân dân để bãi nhiệm tư cách đại biểu. Cũng theo ông Đức, trong các biện các phiên họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thường kỳ và bất thường trong 2 năm gần đây, đại biểu Tất Thành Cang đều tham dự đầy đủ. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận, góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi